bạn thấy gì không? Thấy khói bốc lên không các bạn? Đó là cái hiện tượng mà sau khi mà mưa đá nó lạnh xong rồi, cái bây giờ nắng nó lên đó các bạn, là trên mái nhà là nó bốc khói vậy đó các bạn, nó bốc hơi nước đó các bạn, chứng tỏ rằng là cái tia nắng nó rất là mạnh ha các bạn ha, nó làm cho nước bốc hơi đó các bạn. Các bạn thấy, các bạn tưởng khói ha, nhưng mà không phải đâu, lạ lắm các bạn ha. Mình chia sẻ cho các bạn biết cái cảnh mà ở Mỹ này á, mưa xong rồi nắng á các bạn, là nắng nó nóng cỡ đó đó các bạn, nó bốc hơi ghê chưa, các bạn thấy như là cháy luôn á các bạn ha, nhà bốc khói lên đó các bạn. À, mình quay cho các bạn biết, mình chia sẻ đến các bạn những điều mà mình mới thấy mới biết á, thì mình muốn chia sẻ cho các bạn cùng biết những cái hiện tượng như vậy đó, để mình có thêm kinh nghiệm sống á các bạn. Trận mưa đá vừa xong á các bạn, thì một trận mưa lớn nó đổ đến, và bây giờ á bắt đầu là hơi nước nó bốc lên rồi các bạn nè. Đó, các bạn thấy không? Trên mái nhà cái là cái hơi nước nó bốc lên đó các bạn, bốc khói rồi các bạn ha. Nhìn giống như là bị cháy rồi các bạn ha. Nếu mà nhìn xa mình không biết, mình tưởng là cháy rồi các bạn ha. Nhưng mà ở đây mình quen rồi, cho nên á là thấy cái cảnh này mình thấy cũng lạ lạ, cho nên mình chia sẻ cho các bạn biết. Đó, mưa mới xong á cho nên mọi thứ đều ướt nhem hết luôn à. Anh xã mình ảnh gắn cho mình lại cái hàng rào rồi các bạn, để nhốt mấy con gà. Các bạn biết không, cái con gà này á là cái con gà nó bay dễ sợ luôn vậy đó. Mấy hôm nay nó trốn ở đâu á các bạn ơi, nó không có ở trong chuồng, nó ấp. Mình biết nó ấp tại vì khi mà nó nhảy xuống nó ăn vậy, nó kêu cái tiếng của nó là mình biết nó đang ấp. Mà mình với ảnh xã mình đi tìm không ra nó, các bạn tin không? Mình chỉ sợ nó bị con cà cun hay là con bo sùm bắt nó thôi. Sáng nay nó đi ra nó kiếm ăn nè các bạn, mà hàng rào mình đóng lại rồi mà nó bay vô đó các bạn. Anh xã mình chạy vô nói cho em đóng cửa chuồng gà sao hay quá vậy, có con gà ở trong đó. Nhưng mà không phải các bạn ơi, nó bay vô đó. Công nhận ấy, cái giống gà rừng đó, nó dữ thiệt luôn á. Nó trốn ở đâu mà mình cũng không tìm ra nó. Nhà mình á thì đúng là nhiều hốc hác thiệt. Ảnh cũng đi tìm dữ lắm rồi mà tìm không ra. Anh bạn, các bạn thấy không, anh xã mình đốt lửa rồi ảnh làm hàng rào, đổ hết xe gác. Cái như nhà mình mấy tháng mới đi đổ gác lần á các bạn, gom hết lại đổ. Giờ chỗ này sạch sẽ nhìn cũng đỡ ghê các bạn ha. Ngày xưa chỗ con gà đứng á là các bạn biết không, mình trồng, mình nói thấy chỗ đó nắng, mình biểu ảnh là làm cái vườn rau chỗ đó cho mình. Khởi sự đầu tiên là mình làm chỗ đó đó các bạn. Rồi cái mình làm từ từ, mình lấn cỏ ra, đó sạch cỏ rồi. Mà các bạn biết không, cái đất của mình ngộ lắm. Hồi đó mình trồng rau chỗ đó đó là mình cũng bỏ mua đất mình đổ lên. Cái khi mà mình dẹp ra, mình ban ra đất đẹp lắm. Một lát mình quay lại cái cảnh mấy con gà mình mà khi ảnh ban đất ra nó lụm trùng á các bạn, mê lắm. Các bạn, đàn gà của mình nó rất là thích ăn con trùng các bạn, con giun đó. Đó. Anh xã mình chiều về mà hôm nào trời nắng cái ảnh ra ảnh bước bổ vậy nè, cho nó đi kiếm trùng nó ăn. Mấy con gà trắng này nó dạng lắm luôn á. Đào là đi theo. Con vịt mà con gà mà ăn trùng được đó, nó lớn nhầm lắm đó. Ah!
hồi đó mình làm cỏ, các bạn biết không, gốc blackberry nó bự lắm, đào mệt lắm, một ngày mình đào được 6 gốc, 10 gốc thôi mình cũng đào hơn nữa. Cái mọi người hỏi đang làm gì á, mình nói mình đang đánh gốc. Mình làm gì, mình tập thể dục á các bạn, mình ra mình làm gì mình nó mới đổ mồ hôi rồi, cỏ không thôi, các bạn thấy ngán không đó. Bây giờ là mình làm sao mình dọn hết cái này nữa, là cái khuôn viên mình nó đẹp xong các bạn, mình trồng trọt đồ thêm. Đó, các bạn thấy không? Những con gà của mình nó lụm chùm đá như vậy đó. Mà có 1 năm thôi các bạn, giờ quay lại ngó lại, đất đâu mất cái đá, toàn đá không các bạn ơi. Ngộ thiệt luôn á, đất nó trôi đâu hết rồi. Bây giờ đá không, cho nên giờ mình không trồng chỗ này nữa, mình mới dọn vô trong kia đó các bạn. Nhưng mà Minh tiếc là chỗ này Minh, cái hai cái hộc này anh đóng cho mình nó còn chắc quá. Lúc trước mình kê đá cho nên là mình dỡ mấy cục đá ra là nó bay rồi, nó mình khiêng mấy cục đá đi rồi. Còn bây giờ hai cái khung này nó nằm đây rồi, lỡ là mình trồng hành nén của hành tâm á các bạn, với lại tỏi, mình cố trồng cho nó chừng nào nó mục hai cái miếng đó thôi thì mình dẹp. Anh có cho đồ ăn nó đi, bỏ đồ ăn vô cho dụ nó vô rồi nhốt lại trong đó luôn, anh hiểu không? Cứ đừng có thả gà. Bây giờ mình phải dụ cho nó, cài nó chắc chắn là không kiếm đâu đâu. Bây giờ mình đeo cho ăn vô trong cái thao, ở trong cái bồn nó đi, để cho nó vô rồi mình đóng cửa lại, mình nhốt nó chứ không bắt được nó. Bắt nó vô thì dễ rồi. Không em dễ đâu, mình dí nó bay, mình thấy ở ngoài nó bay vô nó dễ không? Anh xã mình thì muốn đi kiếm nó để lấy hốt ổ trứng của nó, nhưng mà trứng nó không có trống, mà bữa giờ nó ấp thì chắc cũng vữa rồi, mà kiếm thì chưa chắc được nó nữa. Mấy bữa nay canh canh nó, giờ thấy nó muốn chết luôn rồi, đừng để ruột mất. Mình đổ cho nó ăn đi, mình cắt cánh nó thì mình yên tâm, mà con này mình chưa có cắt cánh. Đó, các bạn nghe cái tiếng của nó không? Tiếng của nó là ấp xong nó đi ra là nghe tiếng vậy đó các bạn. Con gà này là của chị bạn ở trên Seattle, chị đem xuống chị gửi, chị về Việt Nam đó. Không được đâu mình ơi, em nghi quá à. Ok, anh giỏi quá à. Rồi bây giờ anh vô đó, anh thả mấy gà kia ra luôn đi, rồi tối nay bắt nó. Tối nay mình bắt nó, mình cắt cánh. Rồi, bỏ ổ luôn đi, không có cần nữa. Đó các bạn, mình phải rào trên, rào dưới vậy nè các bạn ơi. Đó, cho nó ở chung, anh thấy không? Anh nói em nhốt sót con gà. Anh nói em nhốt sót con gà, đâu phải đâu. Cái con gà này á, là ở trong chuồng, còn nó là con gà đuôi bự bự, anh thấy không? Đó, giờ cho nó ở trong đó đi, cả ngày hôm nay cho nó ở trong đó đi, với mấy con vịt đề vô đây không có thả ra. Ủa dữ dễ sợ các bạn, nó dí gà dí vịt chạy tùm lum hết. Mình nhốt lại được rồi. Thương quá à, trời mưa vậy mấy con vịt nó khoái ra ngoài tắm mưa lắm, nhưng mà cho ra thì mấy con gà lại bay ra ngoài. Mấy con gà cũ của mình là mình cắt cánh rồi, con gà đó mình chưa có cắt cánh. Bốn con vô chậu luôn kìa các bạn, coi dễ thương không. Đó. Dạ nè các bạn coi, nó ở ngoài nó phá. Mình bữa hổm á là mình chùm lại, mình chùm lưới lại, khi mà thấy có hàng rào an toàn rồi mình thả ra, mình mở lưới ra, nhưng mà cái con gà đó nó ra ở một, nó ngoài mà, cho nên nó phá banh tỏi hành của mình luôn nè các bạn. Đó, tỏi mình trồng chưa có củ đâu nha các bạn, bây giờ nó mới đang xanh xanh lại à. Đó các bạn thấy không, tỏi mình chưa có củ đâu mà nó phá banh ta lông hết vậy nè. Mà giờ mưa quá mình cũng không có thể nào mà mình chăm sóc được. Trời ơi, đá của hành nén bay lên luôn kìa trời. Không mà trời lạnh này các thôi không sao đâu, để bớt mưa đi rồi mình ra mình xăm lại, mình coi mình trồng lại.
bữa hổm á các bạn biết không, mình xin được cái chậu này mình đổ nước đầy vô, gà nhảy vô đây chết tí con các bạn, chứ đông đá lạnh á, nó nhảy vô lạnh cái nó chết. Cho nên á cái bà cho mình dịch á, bà cho mình hai cái thau tắm nít luôn để cho dịch nó tắm. Để khi mà con gà ăn còn dư á là mình sẽ lấy làm compo, mình trồng cây. Chia sẻ chút xíu về mấy con gà, mấy con vịt của mình vậy á. Đó, sáng ra là nghe gà vịt kêu cũng đỡ buồn ha các bạn ha. Đây, cái bảng này người ta cho phi nè các bạn. Đó, người ta phi cho mình nè ha. Bây giờ mình ve xe vô mình xúc. Ở xung quanh đây á, các bạn cũng có nhiều xe đến xúc lắm. Có công viên nữa các bạn, công viên dẫn chó đi chơi các bạn. Mùa này là mùa hoa anh đào, mùa hoa mặt loi gà, mùa mai vàng. Các bạn thấy cây mai vàng của Mỹ không? Đó. Họ đến đây họ để cho xe ở đây nè các bạn. Rồi họ dẫn vô công viên đó, họ dẫn chó đi chơi. Đây là quang cảnh của cái khu đổ rác nha các bạn. Đó, giờ các mình cho các bạn coi. Đó, xe này chở cây để đi đổ nè. Cây mùa xuân là bắt đầu họ trim cây, họ cắt cành cây rồi cho lại cho tạo dáng cây rồi đó các bạn. Đó. Quá đẹp luôn các bạn ha. Ở tại vì cơ duyên là nhà mình cũng đổ rác vậy mình mới được đến đây mình quay cho các bạn, chứ các bạn ở thành phố các bạn đâu có đi đổ rác bao giờ đâu mà các bạn biết cái sở rác đó không? Các bạn cũng chưa thấy cái sở rác nó như thế nào nữa phải không? Thì mình hôm nay mình có điều kiện mình quay cho các bạn coi để các bạn cũng biết ở nước Mỹ cũng đi đổ rác nè, các kiểu đổ rác ở Mỹ nè. Họ xây ra họ cho mình nè các bạn. Đó. Mình cứ xúc về ha, rồi mình đổ lên đất nhà mình á, mình càng ngăn càng ngừa được cái cỏ nè, rồi xong rồi có khi cái này nó mọc cỏ khác cho mình không chừng á các bạn ha, tại vì trong này nó cũng có cỏ cũng có cây nữa, cho nên nó là cỏ dại chắc nó cũng theo đây vô mọc nhà mình ha, nhưng mà không sao đâu. Mình có biện pháp trừ cỏ dại rồi, hôm nào mình chia sẻ cho các bạn cách diệt cỏ dại của mình ha. Cái bạc á các bạn, cái người ta xây cây ra đó, người ta cho phi á các bạn, mình xúc á thì do ủ lại á các bạn, nó quá chừng nóng luôn á các bạn, nghe cái thấy khói nó bốc lên không đó, nó ủ lâu rồi đó các bạn, nó giống như là phân vậy đó các bạn ơi, nó thành phân rồi. Cái này là tốt lắm á, về mình bỏ lên để mình ủ lại rồi mình trộn thêm mấy rồi mình bón cho cây cũng được á, hoặc là mình trải lên trên cái chỗ mà đất của mình bị hẫm á các bạn. Trời, trong lúc mình đi lấy mình đổ rác á, người ta bỏ cái rúp này còn mới quá, cái mình xin về để mình coi mình lợp được gì, lợp đóng chuồng gà nhỏ nhỏ hay gì đó mình cũng có mình lợp. Vui các bạn ha, đi bỏ rác và còn lượm được cái đồ mới nha, mà tại vì người ta mua nhà đi á các bạn, người ta đem đi dục ống nước đồ này kia nữa mà mình không có xin kịp, mình chỉ xin được cái miếng rút này thôi, để về mình làm cái gì mình làm. I want to ask you one more question. If I have like a 2 extra tire, how much do you charge? Not a lot. Only about $5 a day for us. Okay, that's why I want to know. Okay. Thank you. Khi mình bắt đầu vô sở rác đó các bạn, là mình sẽ qua một cái trạm cân. Mình được đem 5 cái giỏ xe hơi đổ chung mà không bị tính thêm phí ha các bạn ha. Khi qua cái cổng này á, thì nó sẽ hỏi mình là mày có đem đồ điện tử hay không,
mày có đem dầu nhớt gì hay không. Nói chung là nó có từng khu để mình để thì nó sẽ hướng dẫn mình đó các bạn. À, cho nên là mình có thì mình trả lời có, không trả lời không. Anh xã mình, tại vì nhà mình rất là nhiều cái giỏ xe của cái người chủ trước họ để lại đó, mình muốn bỏ thêm cho nó lẹ. Nhưng mà ảnh hỏi là mình bỏ thêm mình có muốn trả thêm phí nó lấy không, nó không cho. Mà các bạn biết không, mình cũng không dám ăn gian ở đâu nha. Nó cho 5 cái thì mình đem đúng 5 cái thôi, mình đem hơn là nó có camera hết đó các bạn. Mình đem hơn không được đâu. Với lại các bạn biết không, mình muốn ăn gian nó thì mình hỏi nó là một ngày mình đi 2 chuyến được không, nó cũng không cho các bạn. Mỗi ngày chỉ được 1 chuyến thôi, tức là mình chỉ để được 5 cái phi mỗi ngày, một lần đổ rác thôi. Chứ mình chạy ra rồi chạy vô nữa chắc nó không cho. Tại vì mình tính là nếu mà được như vậy thì mình sẽ nhanh bỏ bớt nhiều cái giỏ xe ở nhà mình. Nhà mình giỏ xe nhiều quá, mình muốn dọn dẹp cho nó kỹ á các bạn. Đó, thì cái chỗ đổ rác này á, họ chia những cái đường hết, rồi mình đưa xe vô, mình đút vô thôi các bạn. Đút xe vô thì mình đứng trên xe mình á, mình sẽ thảy rác xuống những cái thùng như thế này. Ồ, hôm nay mình cận cảnh luôn được cái cảnh nó lấy những cái thùng container này đi nè các bạn. Lúc trước mình đổ mà mình không có thấy. Hôm nay mình thấy nó có xe tới, nó đút tới, nó kéo cái container lên để nó chuyển đi đến cái chỗ xử lý á các bạn. Đó, nó để những cái thùng container sẵn ở đây nè, mình chỉ cứ đem xe tới rồi mình đổ vô cái những cái thùng này đầy thì nó rinh đi. Wow, hôm nay hên quá, mình thấy mình quay cho các bạn coi luôn á, chứ mình mấy năm trời mình không có thấy cái cảnh này đâu. Hôm nay mình mới thấy cái cảnh này đó. Mình chia sẻ cho các bạn coi để cùng biết là đổ rác ở Mỹ nó như vậy các bạn ha. Đó. Cái chỗ mình á, mình thấy có cái công ty tư nhân nó tên chỉ là Lê Mây. Đi mày nó tới nó lấy rác thì mỗi tháng á, mình sẽ đổ là trả là 20 đồng. Mà lúc trước á, cái recycle nó lấy phí luôn các bạn, bây giờ nó cũng tính phí luôn. Ở nhà mình thì ở trong cảnh nhà mình người ta vẫn đổ, nhưng nhà mình thì có xe truck cho nên mình lâu lâu mình đi một lần, 3-4 tháng mình đi 1 chuyến vậy có 18-20 đô à. Rồi tại vì mình đi là mình để mình đi lấy thêm cái mua nó cho đó các bạn, cái vỏ cây họ xay ra đó. Bây giờ mình đổ đất nhà mình, đất nhà mình chỗ cao chỗ thấp, mình muốn ban lại cho nó bằng á, thì mình tận dụng mình đi luôn. Với lại hiện giờ thì mình cũng còn sức để làm thì mình làm như vậy, chứ mai mốt mà già đi hết nổi thì chắc cũng phải đồng ý để rác đằng trước nhà nó lại nó lấy rồi mình trả tiền. Cái nhà máy này chắc nhà máy xử lý quá, mình thấy mà mình không biết trong đó làm gì. Nó làm cây xanh nó che hết rồi mình không thấy đâu các bạn. Đó, những người đi đổ cây thì đem tới đó, bỏ vô đó thì rồi nó xay. Nó xay xong nó chở lại trước nó cho. Các bạn thấy không? Cái sở rác nó vậy đó, mình thật sự đó là ngày trước mình ở Việt Nam á, là mình ở thành phố Biên Hòa là cái thành phố công nghiệp. Rồi có bãi rác lớn lắm các bạn ở trong cái phường đó, kêu phường Trảng Dài á. Nghe nói rằng là nó hôi lắm, đến nỗi mà cái nguồn nước ở đó người ta không dám xài luôn á các bạn. Nó ô nhiễm á các bạn. Còn ở Mỹ này thì mình chỉ biết đi đến sở rác này thôi, chứ còn quy trình xử lý rác này thì mình cũng có coi trên mạng rồi, mình chưa biết như thế nào và ở đâu mình không biết. Còn ở Việt Nam thì mình biết là cái chỗ thác Giang Điền ở Trảng Bơm, huyện Trảng Bơm của tỉnh Đồng Nai á, nó xây dựng một cái hố xử lý rác, nó đưa rác về đó, nó ép một cái xe container hồi nãy các bạn thấy đó, nó ép lại thành một cái cặp nhỏ xíu bằng cái vali thôi, nó ép thật là chặt vậy đó, rồi nó xếp chồng lên, nó cất trữ bao nhiêu năm đó thì nó sẽ giống như là rồi nó phủ đất lên các bạn, nó tạo thành những cái đồi. Mình đã từng đến đó rồi, tại vì cũng có cơ duyên là mình làm cái ngành nó cũng liên quan chút cho nên mình tới mình biết. Thì mình thấy vậy, ở Mỹ này mình cũng nghe nói họ cũng ép, tại vì Việt Nam thật sự là cũng đi học của nước ngoài về để làm thôi. Cho nên là mình nghĩ những rác này họ cũng ép lại rồi họ chôn.
nhưng mà chôn đâu thì mình không biết. Mình chỉ biết quay cho các bạn cảnh là nó đẹp và nó sạch sẽ như vậy đó. Nó không có giống, không có giống như là không có hay thấy cái cảnh mà người Việt Nam mình đi lượm rác ha các bạn ha. Giống Việt Nam mình hay ở đây mấy người ở gần xở rác đi vô lượm rác á. Ở Mỹ này không có đâu các bạn. Rồi khi mà mình đi ra khỏi cái xở rác mình sẽ cân các bạn. Cân cái xe mình còn bao nhiêu và họ trừ lại và họ tính tiền mình. Rồi mình đi ra ngoài đây mình mới đi xúc vỏ cây nha các bạn. Mình không có bị tính phí cái vỏ cây đó đâu. Thì lúc đầu mình quay cho các bạn coi cảnh mình đi lượm cái vỏ cây đó. Thì cái vỏ cây đôi khi mình lượm được á các bạn, nó tốt lắm các bạn. Nó rất là nhiều, giống như nó ủ lâu rồi á các bạn. Rất nhiều cái hợp dưỡng chất cho cây, cho nên mình lấy về mình bón cây cũng được, mà mình trải lên sân để diệt cỏ cũng được các bạn. Thì một chút xíu cái chia sẻ của mình về cái đổ rác ở Mỹ và cái xở rác ở Mỹ như thế nào để cho các bạn biết ha. Họ làm cái môi trường xung quanh các bạn thấy không, nhìn nó rất là sạch. Mới nhìn các bạn không biết đổ, đây là đổ rác, tưởng là công viên á. Tại vì nó cũng có công viên để cho người ta đi tham quan mà, đi chơi mà, dẫn chó đi chơi này kia vậy đó các bạn. Đường phố ở Mỹ thì nó vậy đó. Mình quay cho các bạn coi để các bạn biết cuộc sống của mình nó nhà quê. Nhà quê ở Mỹ của mình là vậy đó các bạn ơi. Nó bình yên và nó cũng giống Việt Nam thôi các bạn ha, không có gì khác. Chỉ có cái là cái chương trình này gọi là chương trình gì ta, công cộng ha, phúc lợi công cộng thì nó tốt hơn. Một chút xíu chia sẻ của mình để các bạn cùng biết, cùng tham khảo, cùng hiểu. Mình thì mình sống hai môi trường rồi cho nên là mình thấy cũng bình thường thôi các bạn, không có gì mà háo hức, không có gì mà chán nản hết. Ở đâu mình cũng phải làm mà các bạn, làm để sống thôi mà. Thì mình không có cái gì, mình chỉ muốn chia sẻ những gì mình thấy trước mắt, thì mình muốn cho các bạn cùng thấy với mình vậy đó các bạn. Trên đường đi về á các bạn biết không, mình lúc đi á mình thấy có cái cảnh homeless nó ở, cho nên á mình sẽ đi lại, mình quay lại cho các bạn coi homeless ở Mỹ sống sao ha các bạn ha. Họ cũng thơ mộng lắm các bạn. Họ sống trên cái rẻo cao, họ nhìn xuống nó giống như là trên cao mình nhìn xuống, có cái view cảnh cũng đẹp lắm đó chứ các bộ. Mà các bạn biết không, ở Mỹ này á chính phủ cũng lo cho những người homeless lắm, nhưng mà họ không chịu. Người ta cũng xây những cái nhà cho homeless ở, nhưng mà những người homeless họ thích tự do. Họ không thích ở trong những cái nhà đó, vì trong những cái nhà đó phải đi về đúng giờ, quá giờ là bị khóa cửa này kia, họ không có về được. Mà họ thích lang thang, đêm hôm họ đi lung tung vậy đó, cho nên họ thích ở ngoài vậy đó các bạn. Nhưng mà thật sự cuộc sống thì cũng thương các bạn ha, cũng một kiếp người. Mà trời lạnh, tuyết, giá, họ phải ở những cái túp lều như vậy, mình thấy mình cũng thương lắm. Nhưng biết làm sao, chính phủ đây cũng lo cho họ rồi mà. Nhưng mà tại vì số phận của họ như vậy, phải mang kiếp đọa đày như vậy thì họ phải chịu thôi. Mình cũng đâu có thể giúp gì hơn ha các bạn. Đôi khi mình thấy những người homeless đứng đầu đường xin tiền thì đôi khi trong túi mình có vài đồng thì mình cho vài đồng. Có khi mình cũng có, muốn cho cũng không có để cho nữa. Tại vì tiền mặt thì không giờ có trong người mình rồi, ít lắm, hiếm lắm. Đó, mình vừa qua cái khu mà homeless ở đó các bạn. Các bạn thấy homeless ở Mỹ ở không? Cũng xả rác bừa bãi lắm đó các bạn. Không phải lúc nào cũng sạch sẽ, Mỹ là number one đâu các bạn ơi. Rác cũng đầy đường á các bạn. Thôi mình tạm dừng video tại đây nè. Mình chia sẻ cho các bạn biết về cuộc sống của mình, về cái xở rác ở Mỹ, mình đi đổ rác như vậy đó các bạn, để các bạn có một cái nhìn nhận đúng hơn về nước Mỹ ha. Và biết nước Mỹ như thế nào, cũng giống như là cuộc sống mỗi nơi mỗi khác á các bạn, tùy hoàn cảnh mà mình sống thôi.
Rồi tạm biệt các bạn, hẹn các bạn trong video sau nha. Nhớ subscribe kênh của mình, khi nào mà có cái gì nói lạ lạ cái mình đưa ra video các bạn coi ha các bạn ha.